Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Tứ Thánh Đế thứ 8. Lúc bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát bảo chư Bồ Tát rằng: chư Phật tử, khổ thánh đế trong cõi Ta Bà này, hoặc gọi là tội, là bất ngặt, là biến dị, là phan duyên, là nhóm, là đâm, là căn tựa, là hư dối, là chỗ nhọt ghẻ, là kẻ ngu si. Chư Phật tử, khổ tập thánh đế cõi Ta Bà này, hoặc gọi là trói buộc, là diệt hoại, là ái trước, là vọng niệm, là xu nhập, là quyết định, là lưới, là hí luận, là tùy hành, là gốc điên đảo. Chư Phật tử, khổ diệt thánh đế cõi Ta Bà này, hoặc gọi là vô tránh, là ly trần, là tịch tịnh, là vô tướng, là vô một, là vô tử tánh, là vô chứng ngại, là diệt, là thể chân thật, là trụ tử tánh. Chư Phật tử, khổ diệt đạo thánh đế cõi Ta Bà này, hoặc gọi là nhất thừa, là su tịch, là đạo dẫn, là cứu cánh vô phân biệt, là bình đẳng, là xả đảm, là vô sở su, là tùy thánh ý, là tiên nhân hành, là thập tạng. Chư Phật tử, nơi cõi Ta Bà này nói về tứ thánh đế có 410.000 danh từ, theo tâm ý của chúng sanh khiến họ được điều phục. Chư Phật tử, như cõi Ta Bà này nói về khổ thánh đế trong thế giới mật quấn, hoặc gọi là doanh cầu căn, là bất xuất ly, là hệ phược bổn, là làm điều không nên làm, là khắp tranh đấu, là phân tích điều vô lực, là chỗ để tựa, là cực khổ, là tháo động, là hình trạng vật. Chư Phật tử, về khổ tập thánh đế trong thế giới mật quấn, hoặc gọi là thuận sanh tử, là nhiễm trước, là đốt cháy, là lưu chuyển, là gốc bại hoại, là mối hữu lậu, là ác hạnh, là ái trước, là nguồn bệnh, là phân số. Chư Phật tử, về khổ diệt thánh đế trong thế giới mật quấn, hoặc gọi là đệ nhất nghĩa, là xuất ly, là tán thán, là an ổn, là thiện xu nhập, là điều phục, là nhất phần, là vô tội, là ly tham, là quyết định. Chư Phật tử, về khổ diệt đạo thánh đế trong thế giới mật quấn, hoặc gọi là mãnh tướng, là thượng hạnh, là siêu xuất, là hữu phương tiện, là bình đẳng nhãn, là ly biên, là liễu ngộ, là diếp thủ, là tối thắng nhãn, là quán phương. Chư Phật tử, về tứ thánh đế ở thế giới mật quấn có 410.000 danh từ như vậy, tùy tâm ý của chúng sanh để khiến họ điều phục. Chư Phật tử, về khổ thánh đế ở thế giới tối thắng, hoặc gọi là củng bố, là phần đoạn, là khả yểm ố, là phải thừa sự, là biến dị, là chiếu dẫn quan, là hay khi đoạt, là khó cộng sự, là vọng phân biệt, là có thế lực. Chư Phật tử, về khổ tập thánh đế ở thế giới tối thắng, hoặc gọi là bại hoại, là si căn, là đại quan, là dao bén, là dứt mùi vị, là cừu thù, là chẳng phải vật của mình, là ác đạo dẫn, là thêm đen tối, là hư lợi lành. Chư Phật tử, về khổ diệt thánh đế ở thế giới tối thắng, hoặc gọi là đại nghĩa, là diêu ích, là nghĩa trung nghĩa, là vô lượng, là chỗ phải thấy, là ly phân biệt, là tối thượng điều phục, là thường bình đẳng, là khả đồng trụ, làm vô dị. Chư Phật tử, về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới tối thắng, hoặc gọi là hay đốt cháy, là tối thượng phẩm, là quyết định, là vô năng phá, là thâm phương tiện, là xuất ly, là bất hạ liệt, là thông đạt, là giải thoát tánh, là năng độ thoát. Chư Phật tử, ở thế giới tối thắng về tứ thánh đế có 400.000.000 danh từ như vậy, tùy tâm ý chúng sanh khiến họ điều phục. Chư Phật tử, ở thế giới ly cấu về khổ thánh đế, hoặc gọi là hối hận, là tư đãi, là triển chuyển, là trụ thành, là nhất dị, là phi pháp, là cư trạch, là chỗ vọng trước, là thấy hư vọng, là không có số.
chư Phật tử ở thế giới ly cấu vì khổ tập thánh đế, hoặc gọi là vật không thật, là chỉ có lời nói, là chẳng trong trắng, là sanh địa, là chấp thủ, là bỉ tiện, là tăng trưởng, là gánh nặng, là hy sanh, là thô rắn. Chư Phật tử ở thế giới ly cấu vì khổ diệt thánh đế, hoặc gọi là vô đẳng đẳng, là khắp trừ sạch, là ly cấu, là tối thắng căn, là xưng hội, là không tư đãi, là diệt hoặc, là tối thượng, là tất cánh, là phá noãn. Chư Phật tử ở thế giới ly cấu vì khổ diệt đạo thánh đế, hoặc gọi là vật kiên cố, là phương tiện phần, là giải thoát bổn, là bổn tánh thật, là chẳng thể chê mắng, là rất thanh tịnh, là mé hữu lậu, là toàn nhận gửi, là làm rốt ráo, là tịnh phân biệt. Chư Phật tử ở thế giới ly cấu tứ thánh đế có 400 ức 10.000 danh từ như vậy, tùy tâm ý chúng sanh khiến họ điều phục. Chư Phật tử ở phong vật thế giới vì khổ thánh đế, hoặc là chỗ ái nhiễm, là gốc hiểm hại, là phần biển hữu lậu, là chứa nhóm lên, là gốc sai biệt, là tăng trưởng, là sanh diệt, là chướng ngại, là cây dao gươm, là số làm thành. Chư Phật tử ở thế giới phong vật về khổ tập thánh đế, hoặc gọi là đáng ghét, là danh tự, là vô tận, là phân số, là chẳng đáng ưa, là hay chụp cắn, là vật thô bỉ, là ái trước, là khí cụ, là dao động. Chư Phật tử ở thế giới phong vật về khổ diệt thánh đế, hoặc gọi là dứt tương tục, là khai hiển, là vô văn tự, là vô sở tu, là vô sở kiến, là vô sở tác, là tịch diệt, là đã đốt sạch, là xả trọng đảm, là đã trừ hoại. Chư Phật tử ở thế giới phong vật về khổ diệt đạo thánh đế, hoặc gọi là hạnh tịch diệt, là hạnh xuất ly, là siêng tu chứng, là đi an ổn, là vô lượng thọ, là khéo rõ biết, là đạo cứu cánh, là khó tu tập, là đến bờ kia, là vô năng thắng. Chư Phật tử ở thế giới phong vật về tứ thánh đế có 400 ức 10.000 danh từ như vậy, tùy tâm chúng sanh khiến họ điều phục. Chư Phật tử ở thế giới nhiếp thủ về khổ thánh đế, hoặc gọi là hay cướp vật, là ban chẳng lành, là nhiều khủng bố, là những hí luận, là địa ngục tánh, là không thật nghĩa, là gánh tham dục, là gốc sâu nặng, là tùy tâm chuyển, là căn bổn trống rỗng. Chư Phật tử ở thế giới nhiếp thủ về khổ tập thánh đế, hoặc gọi là tham trước, là ác thành biện, là quá ác, là tóc tật, là hay chấp thủ, là tưởng, là có quả, là vô khả thuyết, là vô khả thủ, là lưu chuyển. Chư Phật tử ở thế giới nhiếp thủ về khổ diệt thánh đế, hoặc gọi là bất thối chuyển, là ly ngôn thuyết, là vô tướng trạng, là khả hưng lạc, là kiên cố, là thượng diệu, là ly si, là diệt tận, là diễn ác, là xuất ly. Chư Phật tử ở thế giới nhiếp thủ về khổ diệt đạo thánh đế, hoặc gọi là ly ngôn, là vô tránh, là giáo đạo, là thiện hồi hướng, là đại thiện xảo, là sai biệt phương tiện, là như hư không, là tịch tịnh hạnh, là thắng trí, là năng liễu nghĩa. Chư Phật tử về tứ thánh đế ở nhiếp thủ thế giới có 400 ức 10.000 danh từ như vậy, tùy tâm ý của chúng sanh khiến họ điều phục. Chư Phật tử ở thế giới nhiêu ích về khổ thánh đế, hoặc gọi là trọng đảm, là chẳng bền, là dư dật, là lão tử, là ái sở thành, là lưu chuyển, là mệt nhọc, là tướng trạng ác, là sanh trưởng, là dao bén. Chư Phật tử ở thế giới nhiêu ích về khổ tập thánh đế, hoặc gọi là bại hoại, là hồn trược, là thối thất, là vô lực, là tán thất, là hoa di, là bất hòa hợp, là sở cát, là thủ, là ý dục. Chư Phật tử ở thế giới nhiêu ích về khổ diệt thánh đế, hoặc gọi là xuất ngục, là chân thật, là ly nạn, là phúc hộ, là ly ác, là tùy thuận, là căn bổn, là xả nhân, là vô di, là không tương tục. Chư Phật tử ở thế giới nhiêu ích về khổ diệt đạo thánh đế, hoặc gọi là đạt vô sở hữu, là nhất thiết ấn, là tam mũi tạng, là đắc quang minh, là bất thối pháp,
là năng tận hữu, là quán đại độ, là năng điều phục, là hữu an ổn, là gốc bất lưu chuyển. Chư Phật tử, vị tứ thánh đế ở thế giới nhiêu ít, có 400 bức 10.000 danh từ như vậy, tùy tâm ý của chúng sanh khiến họ điều phục. Chư Phật tử, ở thế giới tiễn thiểu, vị cổ thánh đế, hoặc gọi là hiểm lạc dục, là chỗ hệ phược, là tà hạnh, là tùy thọ, là vô tâm sĩ, là tham dục căn, là hằng hà lưu, là thường phá hoại, là tánh khói lửa, là nhiều u não. Chư Phật tử, ở thế giới tiễn thiểu, về khổ tập thánh đế hoặc gọi là quán địa, là năng su, là diễn huệ, là lưu nạn, là khủng bố, là phóng vật, là nhiếp thủ, là trước xứ, là trạch chủ, là liên phược. Chư Phật tử, ở tiễn thiểu thế giới, về khổ diệt thánh đế hoặc gọi là sung mãn, là bất tử, là vô ngã, là tự tánh, là phân biệt tận, là an lạc trụ, làm vô hạn lượng, là đoạn luân chuyển, là tuyệt hành xứ, là bất nghị. Chư Phật tử, ở tiễn thiểu thế giới, về cổ diệt đạo thánh đế, hoặc gọi là đại quang minh, là diễn thuyết hải, là giảng trạch nghĩa, là hòa hiệp pháp, là ly thủ trước, là đoạn tương tục, là quảng đại lộ, là bình đẳng nhân, là tịnh phương tiện, là tối thắng kiến. Chư Phật tử, về tứ thánh đế ở tiễn thiểu thế giới có 400 ức 10.000 danh hiệu như vậy, tùy tâm ý của chúng sanh khiến họ điều phục. Chư Phật tử, ở thế giới quan hỷ về khổ thánh đế hoặc gọi là lưu chuyển, là xuất sanh, là thất lợi, là nhiễm trước, là trọng đảm, là sai biệt, là nội hiểm, là tập hội, là ác sát trạch, là khổ não tánh. Chư Phật tử, ở thế giới quan hỷ về khổ tập thánh đế hoặc gọi là địa, là phương tiện, là phi thời, là phi thật pháp, là vô để, là nhiếp thủ, là ly giới, là phiền não pháp, là hiếp liệt kiến, là cấu tụ. Chư Phật tử, ở thế giới quan hỷ về khổ diệt thánh đế hoặc gọi là phá y chỉ, là bất phóng vật, là chân thật, là bình đẳng, là thiện tịnh, là vô bệnh, là vô khúc, là vô tướng, là tự tại, là vô sanh. Chư Phật tử, ở thế giới quan hỷ, về khổ diệt đạo thánh đế, hoặc gọi là nhập thắng giới, là đoạn tập, là siêu đẳng loại, là quán đại tánh, là phân biệt tận, là thần lực đạo, là chúng phương tiện, là chánh niệm hạnh, là thường tịch lộ, là nhiếp giải thoát. Chư Phật tử, về tứ thánh đế, ở quan hỷ thế giới, có 400 ức 10.000 danh hiệu như vậy, tùy tâm ý của chúng sanh khiến họ điều phục. Chư Phật tử, ở quan thượng thế giới, vì khổ thánh đế, hoặc gọi là bại hoại tướng, là dư phôi khí, là ngã sở thành, là chư thú thân, là sát lưu chuyển, là chúng ác muôn, là tánh khổ, là khả khí xả, là vô dị, là lai khứ. Chư Phật tử, ở quan thượng thế giới, về khổ tập thánh đế, hoặc gọi là hành, là phẫn độc, là hòa hiệp, là thọ chi, là ngã tâm, là tạp độc, là hư xưng, là oai dị, là nhiệt não, là kinh hải. Chư Phật tử, ở quan thượng thế giới, về khổ diệt thánh đế, hoặc gọi là vô tích tập, là bất khả đắc, là diệu dược, là bất khả hoại, là vô trước, là vô lượng, là quảng đại, là giác phần, là ly nhiễm, là vô chứng ngại. Chư Phật tử, ở quan thượng thế giới, về khổ diệt đạo thánh đế, hoặc gọi là an ổn hạnh, là ly dục, là cứu cánh thật, là nhập nghĩa, là tánh cứu cánh, là tịnh hiện, là nhiếp niệm, là thu giải thoát, là cứu tế, là thắng hạnh. Chư Phật tử, về tứ thánh đế, ở quan thượng thế giới, có 400 ức 10.000 danh hiệu như vậy, tùy tâm ý của chúng sanh khiến họ điều phục. Chư Phật tử, ở chấn ngâm thế giới, về khổ thánh đế, hoặc gọi là dấu lỗi, là thế gian, là sở y, là ngạo mạn, là tánh nhiễm trước, là dòng chảy mau, là chẳng vui được, là che giấu, là mau diệt, là khó điều. Chư Phật tử, ở chấn ngâm thế giới, về khổ tập thánh đế, hoặc gọi là cần chế phục, là tâm xu, là năng phược, là tùy niệm khởi, là đến hậu biên, là cận hòa hiệp, là phân biệt, là muôn, là phiêu động, là ẩn che.
chư Phật tử ở chấn âm thế giới về khổ diệt thánh đế, hoặc gọi là vô uy xứ, là bất khả thủ, là chuyển quần, là ly tránh, là tiểu, là đại, là thiện tịnh, là vô tận, là quảng bác, là vô đẳng giá. Chư Phật tử ở chấn âm thế giới về khổ diệt đạo thánh đế, hoặc gọi là quán sát, là năng tồi địch, là liễu tri ấn, là năng nhập tánh, là năng địch đối, là vô hạn nghĩa, là năng nhập trí, là hòa hiệp đạo, là hằng bất động, là thù thắng nghĩa. Chư Phật tử về tứ thánh đế ở chấn âm thế giới có 400 bước 10.000 danh từ như vậy, tùy tâm ý của chúng sanh khiến họ điều phục. Chư Phật tử như cõi ta bà này nói tứ thánh đế có 400 ức 10.000 danh hiệu, cũng vậy mười phương tất cả vô lượng vô biên bất khả thuyết thế giới, tận pháp giới hư không giới, trong mỗi thế giới nói tứ thánh đế đều có 400 ức 10.000 danh từ, tùy tâm ý của chúng sanh khiến họ được điều phục.